Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng cô giải các bài tập bài số 4, bài số 5 và bài số 6, trang 80 ở trong cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 2 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu của đề bài số 4. Tòa chung cư thứ nhất có 140 căn phòng. Tòa chung cư thứ hai có nhiều hơn tòa chung cư thứ nhất 60 căn hộ. Hỏi tòa chung cư thứ hai có bao nhiêu căn hộ? Chúng ta cùng đọc phân tích đề bài nhé. Tòa chung cư thứ nhất thì có 140 căn hộ. Tòa chung cư thứ hai có nhiều hơn tòa chung cư thứ nhất là 60 căn hộ. Vậy hỏi tòa chung cư thứ hai có bao nhiêu căn hộ? Tòa chung cư thứ hai thì chưa biết số căn hộ, nhưng mà lại biết là nhiều hơn tòa chung cư thứ nhất, đúng không ạ? Mà chung cư thứ nhất thì là có 140 căn hộ. Như vậy để tìm được số lượng tòa chung cư thứ hai, cô sẽ dựa vào tòa chung cư thứ nhất và phần hơn này đây ạ. Vậy phép tính của cô sẽ là 140 cộng 60 tương ứng với lời giải là gì nhỉ? Tòa chung cư thứ hai có số căn hộ là. Cùng cô đến với phần bài giải của bài toán nhé. Lời giải. Một trăm bốn mươi này cộng với 60 bằng, các con thực hiện phép tính ra nháp và so sánh kết quả với cô xem có bằng 200 không nhé. Đơn vị sẽ là căn hộ. Đáp số 2.200 căn hộ. Chúng mình chuyển tiếp sang bài số 5. Đề bài hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Khối lớp 2 trồng được 180 cây. Khối lớp 2 trồng được nhiều hơn khối lớp 1 là 125 cây. Hỏi khối lớp 1 trồng được bao nhiêu cây? Đối với bài toán này, chúng ta cùng phân tích với cô như sau này. Khối lớp 2 thì trồng được 180 cây và khối lớp 2 lại nhiều hơn khối lớp 1. Như vậy, khối lớp 1 sẽ ít hơn khối lớp 2 là 25 cây. Vậy thì để tìm được số cây của khối lớp 1, cô sẽ lấy số cây của khối lớp 2 trừ đi phần nhiều hơn là 25 cây. Chúng ta cùng đến với bài giải của bài toán này như sau. Để viết được lời giải đúng, chúng ta sẽ dựa vào câu hỏi của đề bài nhé. Ở đề bài là hỏi khối lớp 1 trồng được bao nhiêu cây. Vậy thì lời giải sẽ chính là khối lớp 1 trồng được số cây là, chưa ạ? Một trăm tám mươi trừ đi 25 ạ, bằng 155. Đơn vị sẽ là cây nhé. Và đáp số 155 cây. Chúng mình chuyển sang bài tiếp theo. Bài số 6. Đề bài tổng hai số là 280. Nếu tăng số hạng thứ nhất thêm 50 đơn vị và giảm số hạng thứ hai đi 70 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu? Bài này quá dễ đúng không ạ? Đối với bài toán này thì đã cho tổng là 280 và tăng số hạng thứ nhất. Số hạng tăng thì số hạng tăng thì làm sao nhỉ? Tổng cũng tăng mà. Số hạng giảm thì tổng cũng giảm đúng không ạ? Như vậy ở đây số hạng thứ nhất thì được tăng 50 đơn vị. Như vậy cô sẽ lấy tổng cộng với 50. Nhưng mà số hạng thứ hai lại giảm đi 70 đơn vị. Như vậy cô lại lấy tổng trừ đi 70. Vậy gộp hai phép tính này, cô sẽ được phép tính là 280 cộng 50 trừ 70. Thì chúng ta sẽ tìm ra được tổng mới của bài toán này. Lời giải sẽ là tổng mới là 280 cộng 50 và
trừ đi 70 ạ. Và bằng 200 bao nhiêu nhỉ? À, chính xác 260 đấy ạ. Đáp số 260. Như vậy cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các bài tập ở trang 80 trong cuốn sách giải toán có luận văn lớp 2 rồi. Hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập lần sau nhé.